Theo tin tức chúng tôi đã đưa, Việt Nam xếp thứ 8 trong số các quốc gia có đông sinh viên hiện du học ở Hoa Kỳ, dẫn đầu các nước Đông Nam Á. Phần lớn các du học sinh Việt Nam theo học bậc cử nhân, chiếm hơn 70% tổng số sinh viên Việt tại Mỹ, hơn 17% học ở cấp sau đại học. Trả lời phỏng vấn của VOA Việt ngữ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear cho biết, ông vui mừng nhận thấy Việt Nam tiếp tục đưa một số lượng lớn sinh viên đến Hoa Kỳ để học đại học. Ông Shear cũng cho rằng, các kỹ năng phân tích và tư duy phản biện mà họ phát triển được sẽ giúp Việt Nam hội nhập đầy đủ hơn vào các hoạt động thế giới, như là một quốc gia vững mạnh, thịnh vượng và độc lập. Trong một cuộc gặp cộng đồng người Mỹ gốc Việt hồi tháng 8, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ ở Hà Nội nói rằng các sinh viên Việt Nam tại Mỹ sẽ là một tiếng nói quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển Việt Nam trong tương lai. Theo phúc trình của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ IIE, giáo dục quốc tế tạo ra tác động kinh tế và xã hội tích cực cho các cộng đồng ở Hoa Kỳ và trên khắp thế giới. Chị Ngọc Diệp, một nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Mỹ cho rằng, khi trở về nước, việc so sánh giữa hai quốc gia là không thể tránh khỏi, nhưng cũng phải cân nhắc các điều kiện của Việt Nam. Khi mà so sánh cái sự dân chủ, cái sự tự do, những cái quyền hạn của con người ở Việt Nam cũng như ở nước Mỹ thì mình cần phải nhìn trong trong cái hoàn cảnh và cái điều kiện cụ thể của Việt Nam. Mình tốt cho thấy rằng là những năm gần đây thì Việt Nam mình cũng đã có nhiều sự dân chủ hơn. Tất nhiên có nhiều cái mà cũng làm cho tôi cảm thấy rất là bức xúc và cũng cảm thấy rất là gọi là thất vọng đấy. Đó là về cái đó là một cái vấn đề mà tôi thấy là cả các cái nước đang quan chê khác đều gặp phải, đó là cái sự tham nhũng của chính phủ này, cái sự thờ ơ của chính phủ đối với một số vấn đề, đặc biệt là đối với cái vấn đề về giáo dục. Theo IIE, hồi cuối những năm 90 mới chỉ có hơn 1.500 sinh viên Việt du học tại Mỹ và tăng trưởng đều đặn kể từ đó. Việt Nam lọt vào top 20 quốc gia có nhiều du học sinh nhất ở Mỹ trong niên khóa 2006-2007 và lọt vào top 10 kể từ năm 2010-2011.